liệu sẽ giúp cho món nước của các anh chị thêm phần đẹp mắt, tăng cường cái hương vị của món nước của mình. Thì em xin giới thiệu cho các anh chị hai loại siro đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng nha các anh chị ơi. Vâng, và nó sẽ có hai loại. Thì loại đầu tiên là siro với vị là caramel nha các anh chị. Khi mà mình pha chế một món nước thì mình có thể xịt lên phía trên với lớp kem, hoặc là mình xịt ở trên cái ly nhìn rất là bắt mắt luôn. Thì mà khi mà món nước mình bắt mắt rồi thì uống nó rất là ngon nha các anh chị. Kèm thêm một cái vị của caramel rất là thơm và tạo cho cái đồ uống của mình thêm một cái vị ngọt rất là đã nha các anh chị. Và tiếp theo là loại siro sô-cô-la. Nếu như mà các anh chị nào là tín đồ của sô-cô-la thì hãy lựa chọn ngay cho mình cái loại này nha. Cái loại này là đúng vị của sô-cô-la luôn các anh chị. Rất là vừa ngọt vừa trang trí rất là đẹp mắt. Đó, với cái thiết kế là đóng chai như thế này rất dễ là bảo quản và cũng dễ dàng sử dụng như các anh chị. Thì nếu mà các anh chị muốn món nước của mình thêm thơm ngon, thêm đẹp mắt hơn thì các anh chị hãy lựa chọn cho mình một trong hai cái này nhá.